Hello, Helen xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Helen chuẩn bị vào bếp để làm món khoai mì hấp với chuối nha mọi người. Thì khoai mì thì Helen có mua khoai mì đông lạnh đã bào sẵn rồi với chuối. Rồi mình khoai mì thì mình nhồi mình trộn cho nó đều quá, rồi bỏ chút xíu đường vô. Rồi mình cuộn cái chuối rồi mình đem mình hấp, rồi sau đó thì mình lăn que dừa đó. Thì cái món này khoai mì hấp với chuối, món này ăn cũng ngon lắm mọi người. Tại món này thì của Ấn Độ ăn món này nha mọi người. Tại người khách đó, họ cho Helen ăn thì Helen thấy cũng ngon. Mà khi mà mình làm á thì cái khoai mì á thì mình trộn chút xíu màu màu gì cũng được ấy. Mình làm sao cho nó đẹp đẹp một chút xíu, nhìn cho bắt mắt một chút xíu. Thì Helen cũng thích hơi làm cái món ăn mà nhìn nó đẹp đẹp một chút xíu á, Helen cũng thích. Cho nên sẵn đây Helen quay một cái video ngắn để giao lưu với mọi người. Chúc mọi người ngày mới an lành hạnh phúc nha. Thì bây giờ thì Helen chuẩn bị vào bếp để làm món khoai mì hấp với chuối nha mọi người. Để chuẩn bị làm món cái bánh khoai mì hấp với chuối mọi người, thì Helen có mua khoai mì. Thì khoai mì đây á, là Helen mua khoai mì đông lạnh nha mọi người. Cái này là khoai mì đông lạnh đây, cái này là nhập từ bên Việt Nam qua mọi người, 2,5 đồng một bịch gì nè. Đây thì Helen có mua hai gói khoai mì, hai gói mà chắc Helen làm một gói thôi, tại bây giờ tối quá thôi, Helen không có thời gian nhiều á, Helen làm một gói thôi. Thì khoai mì đông lạnh lên như thế này thì Helen để cho nó tan đá ra và bỏ trong cái vải mùng á, vắt cho nó ra cái nước, tại trong này nó có cái nước á mọi người, cái nước á, phải vắt ra cho nó khô ráo như thế này. Về Helen có mua dừa bào, đây là dừa bào của Việt Nam nhập qua mọi người. Này Helen mua một gói dừa bào, đây là 5 đồng đây, một gói. Đó. 450 gần nửa ký mọi người. Đó. Đây là khoai mì bào cũng rất là ngon. Khoai dừa bào chứ quên, lộn khoai dừa bào. Rồi kèm theo đó thì Helen có mua một cái lon chuối, chuối lon hay là làm chuối chuối hộp nha mọi người, chuối hộp đây. Thì mình nhiều nhiều lúc cá chuối tươi thì làm, còn hay là không cá thì là làm một chuối hộp. Đấy, chuối trong cái hộp như thế này, trong cái lon. Về cái chút xíu dầu chuối nha mọi người, cho nó thơm, tại bánh chuối thì phải có dầu chuối. Và hay là còn cái chút xíu bột năng, thì một gói khoai mì thì hay là dùng 2 muỗng cà phê bột năng để mình trộn vô trong cái mì này để cho nó có cái độ kết dính á. Về lần cá 2 muỗng muỗng đường, cái này là đường bột nha mọi người, đường bột đó. Thì bây giờ Helen bỏ cái bột bột năng về đường, về chút xíu dầu chuối nha mọi người, và chút xíu thôi để cho nó thơm, nó có cái mùi mùi cho mùi gì, mùi dầu chuối á, cho nó thơm, và chút xíu thôi. Nếu bạn nào thích cái mùi nó nhiều quá thì nhiều, hay là cho chút xíu, 2 giọt đủ rồi, dầu chuối banana oil đó. Rồi bây giờ mình trộn nó lên nha mọi người, mình bóp cho nó đều. Hay là rửa tay rồi nha, vô trong bếp thì lúc nào cũng phải rửa tay cho sạch đấy mọi người. Thì cái khoai mì này á, thì hay là hấp nha mọi người, hay là bọc trái chuối lại hay là hấp. Nhưng mà cái này thì chắc Helen sẽ làm 2 màu, màu hơi hồng hồng với cái màu trắng cho nó đẹp.
Vậy trong một cái hộp thì chuối thì chắc nó cũng có vài trái thôi. Đó. Đây thì Helen cho nó que bên đây làm chút xíu, thì Helen làm hai màu cho nên nó đẹp. Cái này Helen cho chút xíu màu vô một giọt thôi. Đó, rồi Helen mang cái bao tay vô, Helen bóp cho nó đều. Nấu ăn cũng vui lắm mọi người. Helen cũng thích vô bếp nấu ăn á, mà tại vì Helen bận làm á cho nên cũng không có thời gian nhiều. Bây giờ là 9 giờ rưỡi đêm rồi mọi người. Chiều Helen về, Helen ông chồng thường thường ông xã của mình nấu ăn không à, mình ít có nấu ăn á. Mà bây giờ thì thường làm video á cho nên Helen cũng tranh thủ vô bếp làm một cái món gì đó cho nó thật là gọn, nhanh gọn á, chứ không có thời gian ở trong bếp nhiều, mọi người thông cảm nha. Thì cái này thì Helen cho chút xíu màu vô, nó thành cái màu hơi hồng hồng đẹp á mọi người. Mẹ cái này thì có màu trắng nha, mình làm hai màu đi cho nó đẹp. Rồi bây giờ Helen sẽ khui cái hộp này ra ha. Đây nè, cái này là cái hộp chuối nha mọi người. Mình khui cái hộp này ra coi ở trong cái này nó có mấy trái chuối nha. Ở bên này mình thường ăn đồ hộp á mọi người. Nè, ở trong này là có mấy trái chuối để Helen xé cái nước nè. Có 4 trái chuối. Một lon như thế này nó có 4 trái chuối mọi người. Đây. Trái chuối cũng đẹp nữa nè, màu hồng nữa nè mọi người. Rồi bây giờ Helen sẽ ráp cái trái chuối, bọc lại cái trái chuối lại nha. Helen cho một cái miếng bị bóng, Helen gói cái thớt lại vậy nè. Đó. Vậy đó. Rồi bây giờ Helen cho cái bột á, quên cái mì á, cái khoai mì vô anh trăng như thế này. Mình dẹp dẹp nó ra. Đó. Một gói mì gì mình làm một hộp chuối 4 trái đủ mọi người. Hay là cũng không có nghĩ là ở trong cái lon chuối nó có 4 trái nữa. Thì mình dẹp nó ra gì xong rồi cái mình bỏ cái trái chuối vô. Bỏ trái chuối vô. Rồi bắt đầu mình cuốn nó lại. Mình cuốn nó lại như thế này. Thì nên nó dư cái khoai thì mình lấy nó ra. Nó cũng thơm cái mùi dầu chuối á mọi người. Tại mình có bỏ chút xíu dầu chuối á, nó thơm. Đây, thế là mình có một cái trái chuối. Mình được một cái trái chuối rồi ha. Thì cái này ăn chút nữa mình đem mình hấp chín xong rồi mình lăn với cái dừa bào của mọi người. Đây, được một trái. Thì Helen làm tiếp một trái nữa, là hai trái.
trái này nó lớn quá nè. Rồi mình cuốn nó lại, mình cuốn nó lại. Một hộp mà cũng có trái to, trái nhỏ, trái này thiệt là to nè. Hai trái kia nhỏ. Cái tại cái món này á, cái Ấn Độ á, nó làm cái món chuối này á mọi người, cho nên thấy ăn cũng ngon. Hồi bữa cái người khách của Helen á, nó tới nó làm xong rồi nó cho Helen ăn thử, Helen thấy ngon á, thấy ăn cũng được lắm. Xong rồi Helen làm share cho mọi người nha, xem cho vui. Helen thì nói chung cũng không có thường nấu ăn, nhưng mà đều thấy những cái món nào mà thích thích đó, thì Helen cũng học làm cũng nhanh lắm. Trái này bự, trái này nhỏ nè mọi người. Một hộp có 4 trái mà hai trái nó bị nhỏ, nó bị teo quá chút xíu à. Còn cái hai trái này thì bự. Mà bây giờ Helen làm tiếp cái màu hồng nha. Mình cũng làm y như vậy á mọi người. Tại cái này khoai mì mà nó dẻo quá, cho nên mình làm xong mình hấp. Mình hấp nó cũng dẻo cũng ngon á. Mình làm bắt đầu mình cuốn nó là gì. Đây, nó thành ra một trái chuối màu hồng. Đó. Rồi, Helen làm thêm một trái nữa. Mình cuốn lại. Bây giờ Helen làm xong cái video này cũng tới 10 giờ rưỡi á mọi người. Mình cảm thấy mình cũng vui với cái việc nấu nướng chứ cũng không có gì vất vả mọi người. Rồi đây. Dính tầm lâm. Thì bây giờ Helen đã có làm xong 4 cái trái chuối rồi nè mọi người. Đây, 4 trái chuối. Nhìn rất là đẹp ha mọi người. Thì bây giờ Helen sẽ bỏ vô trong cái sửng này, Helen hấp nha. Đó, mình để vô trong này, bắt đầu mình hấp. Rồi bây giờ Helen đem đi, Helen hấp nha. Bây giờ Helen chuẩn bị hấp khoai mì nha mọi người. Cái đây là cái xô nước sôi vậy đó. Rồi Helen để cái sửng lên đó. Rồi Helen sẽ ập cái nắp lại. Rồi Helen sẽ hấp khoảng 20 phút nha mọi người. Thì cái mì với chuối á, mình đã hấp xong rồi nè mọi người. Mình hấp 20 phút thì nó đã chín rồi mọi người. Nhìn nó dẻo, mì dẻo rất là ngon. Đây đó. Mà trong một cái hộp á, thì nó có 4 trái chuối mà nó có 2 trái dài, 2 trái cục á mọi người. Chơi ăn gian hả? Bả 2 trái dài, bả 2 trái cục. Thì cái này Helen cá muối mì nha mọi người. Quên, muối đậu phộng. Muối đậu phộng này thì Helen đã trộn đường với lại muối rồi á. Về cái này là dừa mọi người, dừa bào. Thì Helen lấy một ít dừa bào ra ha. Đây. Dừa bào rất là ngon mọi người, nó thơm á. Nó thơm lắm, nó không có hôi dầu đâu. Dừa bào. Thì sau này mình
làm cái món này giống như là con nít chơi bắn đồ chơi mọi người ha. Rồi mình bỏ cái dừa vô, cái mì này, chuối này, mì bọc chuối nè, rồi mình bỏ vô cái dừa mình lăn. Nói lộn miết rồi mọi người ơi. Đây đã dừa bọc chuối vô mình lăn, thơm lắm mọi người, nó thơm cái mùi dầu chuối ấy. Tại Helen có bỏ chút xíu mùi dầu chuối vô á, tại mình làm cái món chuối thì mình phải bỏ mùi dầu chuối vô cho nó ngon, trông cũng hấp dẫn lắm mọi người. Tại đây là lần đầu tiên Helen làm nha, tại vì Helen thì thấy cái món nào nó lạ lạ thì Helen làm, chứ thật sự hồi đó tới giờ Helen cũng chưa có ăn cái món mà khoai mì mà nấu như thế này. Helen chưa có bao giờ Helen nấu và cũng chưa bao giờ Helen ăn ở bên Việt Nam, cho nên cái này là người khách nó cho Helen ăn thử thì Helen thấy cũng cũng ngon, ăn cũng được lắm, thì Helen làm mà share với mọi người á. Đây công nhận hai cái trái chuối này nó lớn, hai trái chuối này nó nhỏ. Thì bây giờ cái này mình cắt ra nha mọi người, mình cắt ra đây, cắt cái này qua bên rồi cắt này, chắc mình lấy cái dao mình cắt. Ô cái chuối trông đẹp mọi người, chuối trông đẹp á, nó màu hồng hồng á, này mình cắt khoanh khoanh ra cũng ngon á mọi người. Thì Helen cắt cái trái chuối màu hồng á. Mình làm mình phải làm cho nó đẹp chút xíu mọi người, nhìn cho nó đẹp chút xíu. Thì bây giờ Helen ăn thử ngon không nha, Helen review cho mọi người nha. Đây mình lấy miếng chuối mình chấm vô cái muối đậu phộng như nè mọi người, mời mọi người ăn thử nha, ăn với Helen cho vui. Và đúng ra bữa nay thì Helen định làm tới hai gói mọi người, mà tại vì tối quá Helen không có làm kịp á, thôi Helen làm cái chút xíu, làm cả một hũ thôi, một hũ chuối có 4 trái thôi, chứ Helen cũng không có thời gian mà để làm hết, mọi người thông cảm nha. Vậy Helen mời mọi người ăn thử có ngon nha. Cái món này ăn cũng ngon lắm mọi người, nó thơm chuối á, nó khoai mì nó dẻo và nó có cái dừa nó béo béo á, nó thơm cũng ngon á. Mà cái này ăn chậm chậm chứ ăn nhanh nó nghẹn chết á mọi người. Ăn nhanh nó nghẹn á, ăn chậm chậm thì được, tại cái mì nó cũng dẻo á. Hay là ăn thêm miếng đây nữa mời mọi người nha. Cũng ngon mọi người. Thường á, hay là thấy mấy người Ấn Độ nó có đi ra tiệm nó mua, thường nó mua cái dừa khô á, rồi nó về nó bào, mình á thì làm biếng bào, mình mua dừa đông lạnh ăn đại cho tụi nó xiên á, mua dừa khô á, cái gì nó bào ra chắc là ngon hơn. Nhớ ăn chậm chậm nó để nghẹn nha mọi người, ăn cái này nó cũng dễ bị nghẹn. Cũng ngon lắm mọi người, mọi người nếu có thời gian thì làm và bếp làm cho cả nhà ăn á, nó ngon. Mình làm á nó nóng nó ngon mọi người. Nhìn đẹp quá ha, mình làm không có riêng nhiều, phải ăn ngon nhưng mà phải đẹp nữa mọi người. Helen làm cái món nào tuy rằng nó đơn giản nhưng mà Helen thích làm xong mình nhìn nó đẹp đẹp á. Đây thì màu nhưng mà đâu có sao đâu, mình ăn mình bỏ chút xíu không sao hết trơn á. Thì Helen cũng
clip cũng dài rồi, Helen tạm ngừng tại đây nha. Nếu các bạn thấy thích cái video đây thì hãy share với bạn bè xem cho vui, hoặc là vào bếp để làm cái món khoai mì bọc chuối để hấp để cho cả nhà mình thưởng thức nha mọi người. Cảm ơn nhiều lắm, về chúc ngày mới an lành hạnh phúc nha. Bye bye, về hiện lại clip tiếp theo. Bye bye.